Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì dạo gần đây có rất nhiều anh chị liên hệ Toàn để tìm cho mình một chiếc xe 5 chỗ giá mềm mềm khoảng 300-400 các anh chị để che nắng che mưa nè. Vì cái dạo gần đây thì mưa nắng rất là thất thường các anh chị, bắt đầu vào mùa mưa rồi đó. Nên nếu mà các anh chị và các bạn nào mình đang có dự định mua xe thì mình tranh thủ mình mua xe đi, mua sớm để bảo vệ sức khỏe cho mình các anh chị ha. Thì hôm nay Toàn sẽ dành thời gian cập nhật lại cho tất cả các anh chị và các bạn những chiếc xe 5 chỗ hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Toàn cũng như những chiếc xe đã bán đi rồi, cho các anh chị nhà mình dễ dàng tham khảo và lựa chọn nhé. Nhớ là ở lại đây xem hết video với Toàn ngày hôm nay nha. Hôm nay Toàn có rất là nhiều mẫu xe để phục vụ cho các anh chị luôn. Giá mềm mềm khoảng 300 mấy Toàn cũng đã có xe rồi nè. Rồi ok, mở đầu video ngày hôm nay các anh chị nha. Kia K3, một chiếc xe 5 chỗ nằm trong phân khúc hạng C, rất là rộng rãi, thoải mái, nhiều option nhưng giá cũng khá mềm. Em này bản 1.6 luxury các anh chị, đời 2021 nha. Đi khoảng 48.000 km rồi. Bên Toàn đang bán xe này với giá là 539 triệu các anh chị nha. Đấy, xe thì được sở hữu nước sơn màu đen rất là sang luôn các anh chị. Đã dán phim cho mình rồi, ghế da nguyên zin, ghế lái chỉnh điện, sàn 5D trần nguyên bản, có cửa sổ trời, màn hình zin theo xe, dàn lạnh hai vùng các anh chị ha, rất nhiều option cho chiếc xe này đó. Vì đây là video tổng hợp nên Toàn không có đi quá nhiều vào chi tiết xe, Toàn chỉ đi tổng thể thôi. Các anh chị có quan tâm chi tiết hơn về những chiếc xe nào đó thì alo Toàn, Toàn sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết cho các anh chị cho các anh chị nhà mình xem ha. Rồi dưới này các anh chị, một chiếc xe 5 chỗ phải nói là siêu lướt, Hyundai Accent số tự động bản tiêu chuẩn đời 2022, lướt nhẹ 9.000 km thôi, màu đỏ rất đẹp luôn các anh chị. Bên Toàn đang bán xe này với giá là 459 triệu các anh chị nha. Đấy, đã dán phim nè, về mưa. Rồi ghế thì ghế nỉ nguyên zin, sàn 5D trần nguyên bản, những cái siêu ni lông từ nhà máy vẫn còn. Màn hình zin theo xe, cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ các anh chị. Dòng này phải gọi là đứng top 1 phân khúc luôn á các anh chị. Với doanh số bán ra rất nhiều. Đấy, tất cả xe bên Toàn khi bán ra luôn cam kết với các anh chị xe không đâm đụng nè, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao tách hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và bên Toàn còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa. Còn trường hợp những chiếc xe đời cao như thế này, nếu còn bảo hành chính hãng mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường nha. Rồi tiếp theo các anh chị, chiếc này MG5 phiên bản lót các anh chị, bản cao cấp nhất đời 2022, đi khoảng 22.000 km. Bên Toàn đang bán xe này với giá là 468 triệu, một chiếc xe hạng C sang trọng nè, nhiều option các anh chị, nhưng mà giá chỉ bằng chiếc Accent hoặc Vios thôi các anh chị nha. Đấy, thiết kế của em này phải nói rất là đẹp, có phanh tay điện tử cho mình, auto horn ha. Rồi, ghế da, ghế lái, chỉnh điện, cửa sổ trời, đầy đủ cam 360 luôn các anh chị. Phom dáng mẫu mã rất đẹp. Đó, và xe bên Toàn đời từ 2019 trở lên, Toàn còn hỗ trợ trả góp cho các anh chị nhà mình lên đến 70% nha. Cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp như trả trước bao nhiêu hàng tháng, đóng bao nhiêu, lãi suất như thế nào thì alo Toàn, Toàn sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Rồi, tiếp theo các anh chị, lại là một chiếc xe khá đẹp nữa các anh chị, Hyundai Elantra phiên bản N-Line, bản cao cấp nhất đời 2022. Em này thì mới đi được đâu đó tầm khoảng 19-20 ngàn. Bên Toàn đang bán xe này với giá là 716 triệu các anh chị nha. Tất cả giá này Toàn báo thì còn bớt lọc lá cho các anh chị nào thiện chí mua xe nhanh gọn và lẹ nhé. Đấy, em này thì option miên man khỏi phải bàn rồi các anh chị. Các anh chị nào mình đang có dự định mua xe mới, mình cân nhắc mình lấy chiếc này đi các anh chị. Không khác gì xe mới hết, lại tiết kiệm cho mình một khoản chi phí khá lớn nữa các anh chị nha. Màu đen rất là sang thường thì bên Toàn, xe bên Toàn về trắng đỏ nè, vàng rất là nhiều, bạc rất là nhiều, nhưng mà 5 chỗ mà màu đen thì rất là ít. Nên nếu mà các anh chị nào mình ưng thì chốt sớm nha. Rồi tiếp theo các anh chị, dưới này thì một chiếc Accent nữa các anh chị nha, Hyundai Accent phiên bản đặc biệt, bản cao cấp nhất, có cửa sổ trời, đời 2022, đi khoảng 48.000 km rồi. Bên Toàn đang bán xe này với giá là 469 triệu các anh chị nha. Em này bản đặc biệt sẽ có thêm option như là cửa sổ trời nè, rui control và mâm của em này thì cũng sẽ đẹp hơn các anh chị nha. Ghế thì là ghế da, còn bản tiêu chuẩn là ghế nỉ các anh chị. Đấy, rất là đẹp ha. Những anh chị mà mình lần đầu mình mua xe nè, hoặc là mình
không biết lựa chọn dòng xe nào thì các anh chị nhà mình có thể là liên hệ Tiền thì sẽ tư vấn cho các anh chị, hoặc là lần đầu mình mua xe thì nên chọn những chiếc xe đời cao đi lướt cho yên tâm các anh chị ha. Rồi đi tiếp các anh chị, dưới này Kia Cerato phiên bản 1.6 Luxury đời 2021. Em này 2021 tới nay đi mới có 11.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 536 triệu các anh chị. Đấy, hạng C giá mềm các anh chị ha. Màu đen luôn, ghế da nguyên zin, ghế lái chỉnh điện nè. Đó, màn hình zin theo xe, có dàn lạnh hai vùng, cửa sổ trời, rui control, đàm thoại rảnh tay. Rồi, cân bằng điện tử đầy đủ các anh chị ha. Anh chủ có lên cho mình cảm biến áp suất lốp luôn rồi nè các anh chị. Các anh chị mình ở tỉnh xa, nếu mà thích một trong những chiếc xe nào đó của bên Tuyền mà chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì liên hệ Tiền. Tiền gửi một cái hình ảnh chi tiết xe cho các anh chị nhà mình xem, hoặc là video chi tiết xe cho các anh chị nhà mình xem. Nếu ơn anh chị em mình sẽ chốt giá nè, chốt ngày nhận xe rồi chuyển khoản đặt cọc giúp bên Tuyền tầm khoảng 10 triệu, 20 triệu mình giữ xe lại đi các anh chị, rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe. Lên xem xe cứ đi test hãng thoải mái, nếu không đúng với những gì bên Tuyền làm cam kết thì sẽ hoàn cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những cái chi phí test hãng đó ha. Còn được nữa thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà luôn. Nên là các anh chị nhà mình yên tâm, mình đã ưng đã chấm một chiếc xe nào đó ở bên Tuyền rồi thì phải cọc trước các anh chị, để tránh những cái trường hợp anh chị mình ở tỉnh xa lên mà không cọc trước thì bên Tuyền đã bán mất rồi, thì lại mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị ha. Chứ còn Tuyền thì không có vấn đề gì hết. Đấy, rồi mình đi tiếp các anh chị ha. Chiếc này 5 chỗ gầm cao giá mềm mềm Ford EcoSport phiên bản Titanium, bản cao cấp nhất đời 2017 các anh chị. Em này thì 2017 tới nay đi khoảng 4 mấy ngàn à, 48 ngàn. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 386 triệu các anh chị. 386 ha. Xe đã có lên màn hình cho mình rồi, ghế da dán phim, cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ các anh chị. Có cửa sổ trời cho mình luôn. Tầm tiền này nếu mà các anh chị mình mua xe mới thì mua được khoảng Morning hoặc i10 thôi thì mình cân nhắc mình lấy chiếc này. Đời hơi thấp chút xíu các anh chị, nhưng mà được cái gầm cao, số tự động mà có cửa sổ trời nữa các anh chị ha, rất là nhiều option. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục tiến về phía sau kho để xem còn những xe nào nữa. Các anh chị nhà mình nhớ là ở lại đây xem hết video với Tuyền ngày hôm nay nha. Tiếp các anh chị ha, chiếc này nha, một chiếc xe 5 chỗ nằm trong phân khúc hạng C, giá mềm mềm chưa tới 400 chỗ ngày đi các anh chị. Chiếc này là Hyundai Elantra phiên bản 1.6, số tự động đời 2015, nhập Hàn Quốc nguyên chiếc các anh chị. Em này thì đi được đâu đó tầm khoảng 55.000. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 396 triệu các anh chị nha. Còn bớt lọc lá cho các anh chị nào thiện chí mua xe nhanh gọn lẹ các anh chị ha. Đấy, rồi ok nha. Tiếp tục xuống dưới này luôn các anh chị ha. Bên kia là Rondo đã nhận cọc rồi nè các anh chị. Dưới kia là City cũng nhận cọc rồi. Mình đi chiếc này các anh chị ha. Chiếc này là Toyota Vios phiên bản 1.5e số sàn các anh chị, đời 2019 nha. Em này rất hot, anh chị nào mình ưng chốt sớm nè. Em này đi được đâu đó tầm khoảng, để Tiền xem đồng hồ coi, không nhớ nữa các anh chị. Bên Tiền đang bán em này là 369 triệu các anh chị ha. Đấy, 369 triệu, đi 39.000 km các anh chị. Đấy, ghế da nha, lót sàn bọc trần lên màn hình đầy đủ luôn các anh chị. Vios số sàn, anh chị nào mình đang còn tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ để vừa đi gia đình vừa kinh doanh chạy dịch vụ kiếm thêm thì chốt ngay em này các anh chị nha. Dòng này rất hot, lâu rồi Tiền mới về lại số sàn. Anh chị nào mình ưng thì chốt sớm ha. Rồi dưới này 7 chỗ hết rồi. Xpander Road 2023, Xpander Premium 2022 nè. Rồi MGHS cũng đã nhận cọc rồi, Astray nhận cọc rồi các anh chị, đi chiếc này nha. Rồi ok, chiếc này Ford EcoSport phiên bản Titanium đời 2018 các anh chị. Em này bên Tiền đang bán với giá là 449 triệu các anh chị. Màu đỏ rất đẹp ha. Eco hiện tại thì Tiền ở trên này Tiền còn 2 xe, và hiện tại Tiền còn thêm một chiếc màu trắng nữa, bản Titanium đời 2020, giá là 476 triệu nha. Anh chị có quan tâm tới chiếc Eco màu trắng còn lại thì alo Tuyền nhé. Ghế da anh chủ lên ghế lái chỉnh điện cho mình các anh chị, lên màn hình ha. Rồi ok, quan tâm chi tiết hơn thì alo Tiền nè. Bên này Sedona 7 chỗ rồi các anh chị. Đợt này Sedona Tiền cũng nhiều lắm á, có 2019, 2020 nữa các anh chị. Rồi
Tiếp theo chiếc này, 5 chỗ gầm cao, form dáng trẻ trung, năng động, thể thao, nhiều option, giá mềm. Kia Seltos phiên bản premium, bản cao cấp nhất đời 2021. Em này thì đi được đâu đó khoảng 56.000 km. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 609 triệu các anh chị. Option nhiều lắm các anh chị ha. Và Seltos hiện tại Tuyền còn hai xe nữa, một chiếc bản RE đời 2021 màu đen nè, và một chiếc bản RE đời 2022 màu vàng. Anh chị nào mình thích màu nào, alo Tuyền chốt màu đỏ nha. Đỏ, đen, vàng, ba xe các anh chị nhé. Rồi tiếp theo dưới này các anh chị. Rồi tiếp theo các anh chị nha, Toyota Camry phiên bản 2.0G đời 2019 các anh chị, đi 67.000 km rồi, màu đen rất sang luôn, hơi chật nên là chắc các anh chị nhà mình sẽ hơi khó thấy một chút xíu ha. Quan tâm chi tiết hơn thì alo Tuyền nè. Em này bên Tuyền đang bán với giá là 789 triệu các anh chị. Ghế da nguyên zin, ghế lái chỉnh điện, sàn simili trần nguyên bản các anh chị nha. Thiết kế phải nói rất sang trọng, đẳng cấp, nhiều option, chốt ngay em này các anh chị. Camry thì khỏi phải bàn rồi, sang trọng từ trước tới nay rồi các anh chị nha. Rồi đi tiếp các anh chị, dưới này Civic đã nhận cọc rồi nè các anh chị. Bên dưới kia là Fortuner nè, rồi Outlander là đã nhận cọc này, Innova 7 chỗ rồi các anh chị ha. Mình đi qua đây thêm xem còn những xe nào nữa. Rồi hết rồi các anh chị. Thì vừa rồi Tuyền cũng đã đi sơ tổng hợp lại cho tất cả các anh chị và các bạn những chiếc xe 5 chỗ hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tuyền. Các anh chị thích chiếc nào nhanh tay liên hệ Tuyền qua số điện thoại bên dưới nha. Còn cần tư vấn chi tiết hơn về những thủ tục rút hồ sơ, thủ tục sang tên, thủ tục trả góp hay là thủ tục mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tuyền thì liên hệ Tuyền, thì sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Xe cũ các anh chị mỗi loại chỉ có một xe, nên nếu như mà các anh chị đã chấm một chiếc xe nào đó bên Tuyền thì phải nhanh tay liên hệ Tuyền để chốt ngay đi, đừng chần chừ suy nghĩ nữa các anh chị ha. Xe cũ mà mình chần chừ suy nghĩ thêm 1-2 hôm hoặc là 1-2 tiếng đồng hồ nữa thôi, đến khi quay lại quyết định mua chiếc xe đó thì bên Tuyền đã bán mất rồi, thì lại rất là tiếc các anh chị, mình phải chờ những chiếc xe sâu về và những chiếc xe đẹp thì sẽ rất là lâu ha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi hết một cái video khá là dài của Tuyền ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã luôn tin tưởng, yêu thương, ủng hộ kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn trong thời gian vừa qua. Nhớ là đừng quên bấm vào đăng ký kênh của Tuyền đi, để khi có xe mới nhất bên Tuyền về, Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.